Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân. Giải Minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông. Sau cái mic của Sít An Nhiên á, chị Rạng Đông có nghe dạo gần gần cuối nó, gần cuối nó hơi bị gián đoạn chút xíu đúng không? Tại vì cái mic em nó cũng đèn, chắc là hiệu Huy Đăng rồi đó. Dạ. Dạ, vậy là ok. Rồi, cảm ơn chị ha. Em xin được trả bài. Con xin được trả bài phẩm 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 cái La Mã này là mấy à? Phẩm 10 nha Quân. À, bài 90 La Mã. Ô dạ. Rồi em không nhớ La Mã đúng rồi, phẩm 5. Dạ à, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba tính thành tối thượng này. Thế nào là ba? Này các tỳ kheo, so sánh các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng không có tưởng, hay không có tưởng không không có tưởng, Như Lai được xem là tối thượng đối với chúng, tức là bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tin, này các tỳ kheo, những ai có lòng tín thành với Đức Phật, những vị có lòng tín thành nơi thượng, với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả gì thuộc là quả tối thượng. Này các tỳ kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng đối với họ, tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khác ái bị chế ngự, chấp nhận được nhổ lên, lưu chuyển bị cắt đứt, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tin nơi tối thượng, quả gì thuộc là quả tối thượng. Này các tỳ kheo, so sánh tăng chúng hay hội chúng, tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tín thành nơi tăng chúng, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, này các tỳ kheo, có ba quả dị thuộc là quả tối thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Những ai có lòng tin, lòng tín nơi tối thượng chính là sự rõ biết, biết chánh pháp tối thượng. Những ai có lòng tin nơi Đức Phật tối thượng, bậc vô thượng xứng đáng, xứng đáng được cúng dường. Những ai có lòng tin nơi chánh thượng, những ai có lòng tin nơi chánh pháp tối thượng, những pháp rời bỏ tham, an tịnh, thật tịnh lạc. Những ai có lòng tin nơi tăng chúng tối thượng, những ruộng phước công đức vô thượng không gì hơn. Những ai đã bố thí với đối tượng tối thượng, công đức được tăng trưởng đến tối thượng, thọ mạng được tối thượng, dung sắc cũng tối thượng, danh vọng, tiếng đồn tốt, an lạc và sức mạnh, bậc trí có bố thí vị tối thượng, vị định tĩnh thiền định, trong chánh pháp tối thượng, chư thiên hay loài người đạt được sự tối thượng, họ sung sướng hân hoan. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã trả bài xong, kính dư rồi, dân mít lại đào tràng ạ. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bích Thầy dạ. Con thành kính ảnh lễ Thượng tọa Pháp Tân cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn sẽ Rạng Đông cô em mình cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thú lành thai.
Nhật Bình kính cảm ơn cô Ai Minh Minh Hoa Thanh Á, Trích Tâm Hương, Trích Sàng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là câu Tiểu Bộ Kinh số 91 La Mã. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình năm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, trăm mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Hà Giá. Và trước khi chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Bạch Thanh Á cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 3, ba pháp, phẩm 5, bài 91 La Mã. Này các tỳ kheo, nghĩa này là nghề tận cùng trong các nghề nuôi sống, tức là đi bát khất thực. Này các tỳ kheo, danh từ nhiếc mắng ở trong đời là nói rằng ông là kẻ đi bát với bát cầm tay, ông đi khắp mọi nơi. Tuy vậy, chính nghề nuôi sống này được các thiện gia nam tử chấp nhận. Những người sống vì lý tưởng, vì duyên sống với lý tưởng, không bị thúc đẩy làm nghề ấy vì sợ vua, vì sợ ăn trộm, vì mắc nợ, vì sợ hãi, không phải vì mất nghề nuôi sống, nhưng vì nghĩ rằng nay ta bị rơi vào sanh già chết sầu bi khổ ương não, bị khổ tràn đầy, bị khổ chinh phục. Rất có thể một số phương pháp chấm dứt toàn bộ khổ ứng này có thể trình bày. Này các tỳ kheo, hiện nam tử này xuất gia như vậy, tham ái trong các dục, với lòng tham sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn với các căn hoang dại. Này các tỳ kheo, như một que lửa lấy từ chỗ thiêu xác, cả hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa lại lắm phân, không hoàn thành được mục đích làm que củi ở trong làng hay ở trong rừng. Này các tỳ kheo, ta nói người này ví dụ như vậy, dầu cho bỏ tài sản, gia đình, nhưng không làm viên mãn mục đích sa môn hạnh. Tài sản ở gia đình người đoạn tận từ bỏ, nhưng khó giữ phần được mục đích sa môn hạnh, tự đưa đến tổn hại và đưa đến tan loạn giống que lửa thiêu xác. Đi đến chỗ hoại vong tốt hơn nuốt hột sắt cháy đỏ một cục lửa,
Nếu kẻ hành ác giới, ăn đồ ăn bất độ, không biết có chế ngự. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã post bài học. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại học qua cái bài số 91 La Mã ở trong phẩm 5. Hôm nay thì cái bài này nó không có rõ cái chi pháp, nhưng mà nói đến cái đời sống xuất gia khất thực của một vị tỳ kheo. Và chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ trơm tóm tắt trước khi chúng tôi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apikwademi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. Subhati Bano Phagavato Savakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do ơn đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Như cái phần chánh kinh đó, khi nãy chúng ta đã nghe đọc cái phần chánh kinh rồi. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược vài cái ý ở trong nội dung của cái bài kinh 90, bài 91 La Mã này. Ở đây Đức Phật Ngài nói đến cái đời sống của một vị xuất gia. Một vị xuất gia đó là đi trì bình khất thực. Đi trị bệnh khất thực. Đó là nếp sống cao cả, nếp sống đẹp, và giữ một cái đời sống đạo hạnh của một vị tỳ kheo tốt nhất. Thường thường đấy, chúng ta thấy rằng cái từ phiết khú ở trong cái từ Bali đấy, phiết khú, thì trong đó có một cái nghĩa, phiết khú là tỳ kheo, có một cái nghĩa nữa là khất sĩ. Khất sĩ, chữ phí khú là khất sĩ. Khất sĩ ở đây tức là chỉ cho một người an sinh, cái người mà đi hành khất. Nhưng mà nó khác với lại cái người an sinh ở bên ngoài. Cái người an sinh bên ngoài. Cái điều này đó là chúng ta thấy rằng là trở lại cái đời sống của ba đời chư Phật. Sau khi Đức Phật Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề và Ngài tiếp độ tăng chúng, rồi nhân một lần nọ Ngài được Hoàng Triều mời thỉnh về, tức là vua Tịnh Phạn mời thỉnh về đó, thì Ngài đi về, trên đoạn đường về đi đến thành Savatthi đó,
thì Ngài cùng với chư Tăng ôm bát trì bình khất thực. Thì lúc đó đó là quần thần mới báo vô cho vua Tịnh Phạn biết, báo cho vua Tịnh Phạn biết là Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đi trì bình khất thực ở trong thành Sawatthi. Thì vua Tịnh Phạn á, là một cái vị vua mà chúng ta biết là trị vì ở cái vùng đất Sawatthi này, kinh đô Sawatthi này. Cho nên là khi mà Đức Phật Ngài về đó, Ngài cùng với Chư Tăng để mà đi trì bệnh khất thực, thì có lẽ là, có vẻ như là vua Tịnh Phạn không hài lòng, mà có một cái phản ứng hết sức là khó chịu. Khó chịu gì? Bởi là vua Tịnh Phạn nghĩ rằng Thái tử đó, Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là Thái tử đó, là có thể là một người kế nghiệp cái ngai vàng của đức vua, và người có thể là chủ trăng ở trong một cái vương quốc Kapila Vát Thú này, Kapila Vệ này. Nhưng mà rồi khi mà Đức Phật Ngài trở về cùng với Chư Tăng thì Ngài đi tri bình khất thực. Thì nếu mà mình nghĩ theo cái lẽ đời đó, thì vua Tịnh Phạn nghĩ theo cái lẽ đời đó, đó là một cái điều làm cho nhẹ thể của quốc triều. Tức là nói đến vương quốc cũng như là triều đại của vua Tịnh Phạn. Cho nên là vua Tịnh Phạn mới cho người ra mời Đức Phật vào cùng với Chư Tăng vào thầm sa vệ. Thì khi mà vào rồi đó, thì Đức Vua mới vẻ như là trách Đức Phật, tại sao là con là từng là một cái người, một vị hoàng tử, cứ trở về con đi trì bệnh khất thực làm nhẹ thể hoàng triều quá. Bởi vì cái nghĩ của vua Tịnh Phạn nghĩ rằng cái nghĩ của một cái người, một vị vua, cái nghĩ của một cái suy nghĩ của một cái người đời bình thường. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng Ngài là kế thừa truyền thống ba đời của chư Phật, chứ không phải là Ngài kế thừa truyền thống của Đức Vua Tịnh. Đức Phật khẳng định một điều, đó là Ngài kế thừa truyền thống ba đời của chư Phật, đó là đi trì bình khất thực. Cho nên là Đức Phật và Chư Tăng cũng vậy. Bây giờ là chúng tôi trở lại cái câu nói rằng là chữ phí khú là tỳ kheo, có nghĩa là khất sĩ, chỉ cho một cái người đi sinh ăn. Mà sinh ăn trong một cái hành vi, sinh ăn trong cái ý nghĩa rất là cao cả, đó là một cái đời sống xuất gia của một vị tỳ kheo. Bây giờ nè, chúng tôi nói lại, ở trong luật á, thì nói rằng có nhiều người xuất gia, nhiều hạng người xuất gia. Hình như chúng tôi nhớ không lầm, nó tới 5 hạng người xuất gia. Có hạng người xuất gia vì trốn nợ ngoài đời đó. Rồi có hạng người xuất gia vì buồn tình, tức là mình bị tình phụ hay tình bỏ gì đó, thế là mình buồn tình, mình đi xuất gia. Rồi có người thì đi trốn nợ, có người thì do trộm cắp rồi trốn cái pháp luật ở ngoài. Nói chung là có nhiều. Thì trong đó có một cái hạng là xuất gia vì lý tưởng giải thoát, thì cái đó là một cái hạng xuất gia cao cả. Xuất gia vì lý tưởng giải thoát. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là khi mà nói rằng một vị tỳ kheo đi khất thực, điều này đó thì chúng ta gặp ở các nước Phật giáo Nam truyền chúng ta ngày nay rất còn giữ những cái nét đẹp đó. Nói không đâu xa đó là Phật giáo đối với Chư Tăng Khmer đó, thì chúng ta cũng gặp nhiều cái chuyện đó. Chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi khi năm 94, 95, khi chúng đó chúng tôi chưa có 94, chúng tôi chưa có về chùa ở nơi chúng tôi ở, chùa Thái Hòa chúng tôi trụ trì. Thì lúc đó có dịp chúng tôi đến đó, sư cả trụ trì mời chúng tôi đến đó để ở vài hôm và giữ Tết cho sa năm thơ mây, Tết cổ truyền của người Khmer đó. Thì mỗi buổi sáng ra thì chúng tôi thấy rằng buổi sáng sớm thì chùa Chư Tăng luôn khuyên nhau nấu cháo, để rồi Chư Tăng ăn qua loa vậy thôi, để lót dạ.
rồi sau đó là chư tăng đi học lên lớp, trên lớp ở chùa, lớp học ở chùa, học giáo lý, học kinh điển, học nhiều thứ, nói chung là lên lớp học. Học đến rồi khoảng 10 giờ trưa đó, thì khoảng gần 10 giờ trưa đó, thì cản tan tầm, thì chư tăng sẽ xuống bắt đầu là lâm y đi khất thực. Thì người ta đi khất thực đó, thì chúng ta cũng biết đó là ví dụ như 4 năm sư đi ở trong 10 hoặc 20 cái nhà này, thì 4 năm sư đi 10 hoặc 20 cái nhà kia, rồi 4 năm sư đi 10 hoặc 20 cái nhà khác, vân vân. Như vậy thì chùa ở khoảng chừng 30 vị tăng, 40 vị tăng vẫn có vật thực và vẫn có Phật tử cúng dường đều đặn cái thực phẩm đó. Bởi vì ở nhà đó, Phật tử người, những cái người chúng ta cũng biết là người Khmer họ lớn lên đó, thì họ là người đạo Phật rồi. Cha mẹ họ đi chùa chứ họ không biết cái tôn giáo nào, đặc biệt là họ chỉ biết Phật giáo Nam truyền thôi. Thì khi mà người ta ăn cái gì đó sáng, người ta có đi ra đồng sớm đi nữa đó, thì người ta cũng dở cơm nấu sẵn đó, người ta thức ăn đồ sẵn đó, thì con cháu ở nhà đặt bát, khi mà thấy quý sư đi đến thì tự động là họ ra đặt bát, đặt hết cho 4-5 vị sư đó. Thì 10 nhà 20 nhà đầy hết cái bát, rồi về rồi chư tăng mới là để lên trên cái trai đường đó, rồi chư tăng tụng kinh phúc chúc rồi mới chia nhau dùng cơm. Thì chúng tôi nói như vậy, cái hình thái sinh hoạt là như vậy. Thì dù cho mấy chục vị ở trong một cái ngôi chùa đi nữa, thì vật thực vẫn có, thực phẩm vẫn có để mà chư tăng độ dùng qua ngày. Bữa trưa là bữa chánh thức. Rồi còn dư lại thì có những người hỗ trợ, những người thiện nam hoặc là tín nữ, người ta hỗ trợ đó là xớt cái vật thực phẩm đó ra, người ta dùng được cái gì dùng, còn không dùng đó là người ta sẽ đem về cho các cái con vật khác nó ăn, như con heo, con gì ở nhà người ta ăn, chó, vân vân. Rồi chúng tôi nhớ một lần đi qua Thái, mờ sáng là thấy chư tăng đi khất thực, đi các cái hẻm ngõ ngách, đã có chư tăng đi ra ngõ ngách rồi đường phố, trong vòng khoảng 7 giờ là chư tăng đã về dùng buổi sáng. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái hình thức mà khất thực đó là các nước Phật giáo Nam truyền đặc biệt là chú trọng đến những điều đó. Và đây là một cái hình thức, hình thái sinh hoạt của Phật giáo gắn liền với Phật giáo Nguyên Thủy thời Đức Phật cho đến ngày nay vẫn còn gìn giữ. Ở Việt Nam của chúng ta thì nó không được như vậy. Nó không được như vậy. Bởi vì nội Phật giáo không cũng các cái tông phái khác nhau rồi. Rồi là chưa có kể những cái người mà xấu, họ lợi dụng hình ảnh của tăng sĩ để họ đi xin ăn thì nó xấu lắm, nó không hay. Đây là chúng ta nói đến cái mặt tiêu cực. Trở lại với cái câu mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó là một người đi khất thực đó, thì phải nói rằng mình khi mà mình xuất gia đó, không phải vì mắc nợ, không phải là vì mắc nợ, cũng không phải vì sợ vua, không phải vì sợ ăn trộm, không phải vì mắc nợ, không phải sợ hãi, nó nhiều thứ. Ví dụ như mình ăn trộm mà bị truy nã ở ngoài xã hội, rồi bị tội, rồi bị truy nã, bị truy cứu hình sự, vân vân. Rồi bây giờ mình trốn vô trong chùa mình tu thì cũng phải. Hoặc là mình thiếu nợ người ta ngoài đời, nợ này nợ kia, mình trốn vô chùa mình tu thì cũng không phải. Cũng không phải là vì mình sợ cái này sợ cái kia, cũng không phải là mình sợ phép nước lực vui gì đó mà mình phải đi tu. Mà mình đi tu ở đây đó là đi xuất gia ở đây đó là bằng cái lý tưởng thứ nhất đó, là mình nói rằng là mình luôn luôn có một cái suy nghĩ, luôn luôn có một cái tâm niệm và suy nghĩ rằng là mình đang bị sự già, sự bệnh, sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu bi khổ não, nó đang tràn đầy chúng ta. Kiếp sống nhân sinh là như vậy. Kiếp sống nhân sinh là như vậy. Cho nên là nói gì nói, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Có người sinh trong một gia đình khá giả, đầy đủ, nhưng mà có người sinh trong một gia đình khốn khó. Có người thì sinh trong một gia đình hết sức là bình thường. Nhưng mà xuất gia đó, ở đây đó, là bằng cái lý tưởng tu tập của mình. Tức là mình luôn luôn có cái tâm niệm là
suy nghĩ là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não nó đang đeo đuổi chúng ta. Đang đeo đuổi. Thật sự ra đó thì không biết là quý vị nghĩ sao. Riêng bản thân của chúng tôi đó, nghĩ là xuất gia, là hồi nhỏ mình xuất gia thì cũng chưa nghĩ điều này. Tại vì tuổi chưa lớn, chưa trưởng thành. Cho nên là chúng ta cũng chưa có nghĩ là sợ già, sợ bệnh, sợ chết gì đâu. Nhưng mà mãi sau này tuổi trưởng thành rồi thì mình mới hiểu ra vấn đề đó là vì mình sợ cái sanh tử luân hồi này. Mình sợ cái điều mà nó biết bao nhiêu cái sự rối ren trong cuộc đời này. Từ cái việc mà buồn, vui, thịnh, hưng, si trong cuộc đời này. Nó nhiều thứ lắm. Cho nên là nếu mà mình còn tái sanh luân hồi, còn kiếp làm người đó, cho nên là còn biết bao nhiêu cái sự khổ lị, khổ sở trong đời sống. Mà căn bản nhất đó là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Chúng ta đang bị khổ những điều đó. Cho nên là nên bản thân của chúng tôi nghĩ rằng mình đang chịu cái sự khổ già, khổ bệnh, khổ chết đó. Cho nên là mình cố gắng mình xuất gia. Rồi mình có cái thân này rồi mình cũng phải chết thôi. Thấy không? Ai không chết bằng cách này thì chết bằng cách kia thôi. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập của mình, đến một lúc nào đó mình đoạn tận phiền não thì mình chấm dứt sanh tử luân hồi, mình không còn khổ đau nữa. Nhưng mà có kiếp nhân sinh đó, cho nên là vì có kiếp nhân sinh cho nên chúng ta khổ. Cái gì này? Cho nên đó, cái nhà thơ mà gọi là Ôn Như Hầu nói cái câu là khổ nào khi mới chôn nhau, đã xâm tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng tới thuở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Có nghĩa là chúng ta vì sự sanh ra đời và sự chết này làm cho chúng ta sợ hãi, làm cho chúng ta đau khổ biết bao nhiêu. Đó là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái sự già, sự bệnh, sự chết, sự cầu muốn không được, thương yêu xa lìa đó, là khổ đó. Cho nên là chúng ta phải cố gắng giữ vững, nuôi cái lý tưởng xuất gia của chính mình. Xuất gia để mong cầu sự giải thoát. Thì cái xuất gia đó là xuất gia trong cái nghĩa là chúng ta cố gắng tu tập để đạt được sự giải thoát. Mình biết rằng không phải chỉ một kiếp nào đó, kiếp này mà mình được giải thoát. Nhưng ít ra một kiếp này mà mình có tu tập thì mình được an lạc, rồi tiếp tục mình tái sanh trong dòng sanh tử luân hồi nữa. Đến khi nào mà mình đoạn tận phiền não thì mình chấm dứt sự khổ đau. Và đó, do như vậy đó, cho nên là mọi thiện pháp ở trong đời sống của mình cố gắng để trau dồi, cố gắng để thực hành. Đó là điều mà mình cần phải xuất gia. Bây giờ chúng tôi nói đến cái đời sống như thế này. Mình đi xuất gia, mình đi khất thực đó, xin thưa quý vị, đó là mình phải có một cái kham nhẫn rất là lớn. Kham nhẫn rất là lớn. Nếu chúng ta không có sự kham nhẫn thì chúng ta không thể nào mà đi khất thực sống được. Quý vị biết không, trước nhất á, là chúng ta phải kham nhẫn trong cái điều kiện để mà mình đi sinh hoạt. Thí dụ như mình đi khất thực á, là mình phải đi chân không nè. Rồi đầu của mình nó không được đổi nón, đổi giớ gì ở đây. Mình ôm cái bình bát trời mưa, trời nắng gì đó, là tới giờ đi khất thực là mình phải đi. Chúng tôi thấy rằng các sư cũng vậy. Nhiều khi đi, lúc mình đi á, thì chưa mưa. Lúc mình trở về thì bị mưa, ướt nhẹp cái y. Cái bát của mình bên ngoài cũng ướt hết, nhờ đậy lại đó. Chứ còn không đậy lại thì chắc có lẽ nước mưa cũng chạy vô trong cái bát luôn. Đó là như vậy. Rồi cái chân của mình á, là phải đi chân không. Đi vô trong làng, trong ngõ, trong ngách đó, để mà mình có cái pháp khám, mình kham nhẫn với cảnh sống. Sự thật là đi về là đổ mồ hôi một kê. Chúng tôi nhớ năm 91, lúc đó chúng tôi ở chùa Bụ Đức. Tôi cùng với ông sư huynh đệ đi khất thực ở trong làng. Thời đó thì quý vị biết là làng xóm nó chưa có phát triển như giờ đâu. Đi vô trong đồng á, đi khất thực. Rồi đi từ ở chùa Bụ Đức mà đi cặp theo cái bờ sông Đồng Nai của mình, đi qua đó, sọc cặp theo cái bờ sông đi vô trong cái làng này. Thì đi ngang cái nhà đó, cô bé còn nhỏ lắm. Dạ.
nó thấy mình đi ngang, cái thấy hai sư đi ngang qua cái nó nạt lên, nó nói má tôi không có ở nhà, đi đi, nó đuổi đi, rồi nó đóng cửa lại cái rằm, không biết là nó sợ gì nữa. Mà cái việc của mình á, mình đi khất thực thì mình cứ đi thôi, từng nhà mình phải đi. Thì đi về thì cũng không có gì, có khi người ta để cho vài gói mì gói, một hai gói, một hai trái chuối, thỉnh thoảng một khúc bánh mì, một gói xôi, vậy đó cũng phải đi. Thì chúng tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là mình phải tham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của chính mình. Cái người tu tập cũng phải vậy. Thứ nhất đó là mình đi nắng mưa gì đó mình cũng phải đi chân không, đổ mồ hôi mồ kê cũng phải chịu, rồi trời mưa xuống thì cũng phải ráng đi, đi cho nó xong. Rồi là người chưa kể là vật thực thực phẩm á, người ta cho đó, cúng dường cho chư tăng á, người ta đặt bát với bằng hình thức gì. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó làm cái thực phẩm người ta cho cái gì, nhiều nhà ăn mỗi kiểu mỗi cách, không phải như ở nhà mình, ở chùa mình hay là ở nhà mình là mình thích ăn cái gì mình nấu cái đó. Còn cái đó là người ta nấu ăn mỗi kiểu mỗi cách, mỗi kiểu mỗi cách, có người ăn như thế này, người ăn như thế kia, thì cũng đặt trong cái bát đó. Chúng ta về mà cố gắng mà thực sử dụng cái thực phẩm đó. Chúng tôi nhớ là ngài Bửu Hạnh, mà ngài là một vị thiền sư, mà ngài có hạnh đầu đà nguyện ăn trong bát, ăn trong bát. Ngài là một vị tế độ tỳ kheo của chúng tôi và thượng tọa Trí Tịnh ở chùa Phật Pháp Buddhadhamma đó, với thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa Pháp Viên, thượng tọa Tự Dũng đó. Thì mấy vị này là chung một vị thầy tu tỳ kheo cái đợt đó. Thì ngài có cái một cái hạnh đầu đà đó là ngài nguyện bát. Thì quý vị biết là ngài ở xưa, ngài ở chùa Phật Quang ở Bà Rịa đó, ngài đi trì bệnh khất thực tuổi già vậy, chứ đi trì bệnh khất thực người ta cho cái gì thì ngài dùng đó. Có khi người ta bỏ chè vô, có khi người ta bỏ thức ăn mặn vô, ngài trộn vô trong bát ngài ăn. Nhìn cái thực phẩm của ngài không là mình thấy không muốn ăn rồi, thấy ớn rồi, thấy ngán rồi, chứ đừng nói tới chuyện mà ăn mà trộn lực thực phẩm. Thà là mình ăn cái gì nó trộn vô trong đó, nó trộn vô trong bao tử thì dạ dày á, thì nó trộn gì nó trộn, chứ còn nếu mà mình ăn mà để ngoài này mà trộn vô trong bát rồi ăn ngọt mặn chua ngọt gì nó trộn vô hết thì khó ăn lắm, thật sự là khó ăn. Nhưng mà ngài nguyện cái đó, cho nên là ngài nguyện cái hạnh ăn trong bát là chỉ có thực phẩm bao nhiêu là trộn vô hết, ăn không hết thì đổ ra đó cho con vật này con kia nó ăn. Đó là như vậy. Cho nên đòi hỏi một cái người đi khất thực đó, là mình không biết được cái vật thực đó ngày hôm nay mình ăn cái gì. Quý vị biết là nhà mình á, mình nấu cái gì, mình thích cái gì, mình nấu cái gì mình biết. Còn mấy vị đi khất thực á, chư tăng đi khất thực á, thì hoàn toàn không biết cái bữa nay người ta cúng cho ăn cái gì, không biết. Rồi nhiều nhà nữa. Cho nên là chúng ta có một cái câu là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ dị sanh tử sự, giáo hóa độ thiên thu. Có nghĩa là một bát cơm thì phải tới ngàn nhà. Rồi cô thân vạn lý du là chỉ có một mình đi thôi. Vạn lý du là mình đi cả với một đoạn đường dài vậy. Có thể nói là 10.000, nhưng mà nói vậy là nói quá đáng. Nhưng sự thật ra là đoạn đường đó mình chỉ có một đoạn đường đi. Độc nhất có một mình. Rồi mình chỉ suy nghĩ được một cái điều duy nhất, đó là chuyện sanh tử là chuyện lớn. Chuyện sanh tử là chuyện lớn. Do vậy mình phải cố gắng tu tập. Rồi cái phận sự của một vị thực xuất gia tu tập đó, không có gì khác, đó là mình làm những cái công việc giáo hóa, giáo hóa chúng sinh. Mình nói nghe giáo hóa thì nó nghe cao cả, nhưng mà rõ ràng là ở nơi đâu mà chúng ta thấy rằng có hình ảnh của chư tăng đi trì bình khất thực, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái hình ảnh đẹp. Và ở đó là dễ tạo cái thiện cảm cho những người làng xóm quê hương ở đó. Thật sự là vậy. Có khi là mình thấy rằng là chỉ là cái việc sanh tử là việc lớn.
Việc sanh tử là việc lớn. Cho nên là mình có đi trì bình khất thực cũng chỉ là nuôi mạng sống này thôi, chứ cũng không tham cầu gì hơn. Và cái việc của mình cần làm của một vị tỳ kheo đó là gì? Giáo hóa độ sinh tu. Tức là cái hình ảnh mà mình tiếp cận với những người Phật tử, những người đàn tính, dù là họ ảnh hưởng sâu hay cạn, rộng hay hẹp đối với Phật giáo, thì họ biết cúng dường, đặt cái trái chuối, hay đặt cái quả cam, hay là đặt một chén cơm vào trong cái bát, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm thiện của người đó khởi lên. Cái hình ảnh nó rất là gần gũi. Cho nên không có gì bằng tiếp cận bằng cái việc đó. Tiếp cận. Mình thấy một điều đó là cái hình ảnh mà Chư Tăng đi trì bệnh khất thực nó gần gũi với lại quần chúng. Nó gần gũi quần chúng. Quần chúng đó là quần chúng giới trung lưu, hay là những cái giới bình dân, hay là gần gũi với những cái giới quý tộc, vân vân. Thì phải nói rằng cái hình ảnh của một vị tỳ kheo đi trì bệnh khất thực đó, phải nói rằng đó là một cái hình ảnh rất là gần gũi. Như vậy thì cái việc tu của mình á, là để chi? Một vị tỳ kheo á, như chúng tôi đã giải thích cái từ phía cuối khi nãy đó, là khất sĩ đó, là một cái người đi xin ăn thôi. Và chư Phật á, Đức Phật Ngài cũng làm, những Ngài cũng thực hiện cái pháp là đi trì bệnh khất thực. Và khi mà Ngài trở về thành Kapila Vệ đó, thì vua Tịnh Phạn không hài lòng về cái việc làm của Ngài, và cũng như là quở trách Ngài. Thì Ngài nói là Ngài kế thừa truyền thống ba đời của chư Phật, chứ không phải là kế thừa truyền thống của Đức Vua. Và do vậy thì Ngài vẫn đi trì bệnh khất thực bình thường. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng mình tu á, một cái vị xuất gia tu á, thì cái việc mà mình thấy cái điều quan trọng nhất sở dĩ mình xuất gia, thì đầu và hình ảnh, hình tướng của mình nó khác với người ngoài đời. Bởi vì xuất gia thì phải cạo râu, phải cạo tóc, rồi phải mặc y, phải mang bát, rồi phải đi đứng nói năng, rồi suy nghĩ của mình nó phải như là một cái người tu, như là một cái người tu, chứ không phải là một cái hình ảnh, có cái hình thức bên ngoài mà thiếu đi cái tâm lý. Giống như là chúng ta nói rằng xuất gia thì có hai, một là xuất gia bằng hình tướng và xuất gia bằng tâm lý. Thì cái chuyện xuất gia bằng tâm lý nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tức là mình nghĩ đến cái sự sanh tử đó, cho nên là bây giờ đó là mình phải làm sao để mà diệt được, tức là mình phải làm cho cái tham của mình đó, nó được giảm dần, nó được tiêu trừ, được giảm dần. Đó là điều mà mình cần làm. Hay hoặc là làm cho cái lòng sân của mình nó được tiêu trừ và giảm dần. Tiêu trừ và giảm dần. Nếu mà chúng ta làm cho các cái ý niệm, tư duy về ác nhiễm bất thiện đó, thất niệm đó, chúng ta nên có một cái đời sống chánh niệm, chánh niệm. Tức là chúng ta nhớ rằng là trong kinh, trong luật nói rằng gọi là giới bổn thanh tịnh giới. Cái điều thứ nhất là giới bổn thanh tịnh giới, tức là bốn thanh tịnh giới đó, tứ thanh tịnh giới đó. Thì trước nhất là có cái giới bổn thanh tịnh giới. Giới bổn thanh tịnh giới, thì cái giới bổn thanh tịnh giới này là chúng ta phải cần phải có cái sự am tường, hiểu rõ được những lời dạy của Đức Phật qua những điều mà chúng ta cần phải tránh, chúng ta nên làm những điều gì và nên tránh những điều gì. Đó là chúng ta cần phải có cái gọi là am tường, tức là hiểu rõ trong cái lời dạy của Phật. Cái thứ hai là thu thúc thanh tịnh giới, tức là mình đi trì bình khất thực gì đi nữa thì cũng phải là cả cái hành vi của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi đó, chúng ta không nên ngó. Bởi trong luật ấy, gọi là vị sa di, vị tỳ kheo đi không được ngó ngang, ngó dọc, không được ngó xa, không cực ngoáy đầu lại, ngoáy đầu lại để ngó, mà chỉ ngó khoảng chừng 3 mét trước mặt mình thôi, chứ không được là ngó xa hơn, và không có được ngó ngang, ngó dọc, cũng không được ngoáy đầu lại, không được quơ tay, quơ chân khi đi,
không được nhảy qua cái hồ nước, cái mương nước, mà phải đi từ từ. Đó là những cái quay nghi của một cái vị xuất gia là như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là Đức Phật nói là nếu mà nói là thu thúc thanh tịnh giới thì cần phải có chánh niệm, tức là mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ. Thì trong mỗi mỗi niệm đó đó, trong mỗi mỗi cái cử chỉ hành vi đó đó, đều có cái chánh niệm trong đó. Đó là giới, giới bổn, gọi là thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc thanh tịnh giới, trong cái mỗi mỗi niệm niệm đó, trong mỗi mỗi cái hành vi đó đều có chánh niệm, thì đó là sự thu thúc, có sự thu thúc. Cái thứ ba nữa gọi là giới nữa, đó là quán tưởng thanh tịnh giới. Quán tưởng thanh tịnh giới là khi mà nói đến các cái món vật dụng, từ y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh hoặc là sàn tọ, các cái món vật dụng đó, là mình nên quán tưởng trước khi dùng, trong khi dùng và sau khi dùng. Cho nên trong kinh nói là mình ăn mà không tu á, thì giống như là cái người mắc nợ, giống như người mắc nợ. Mà Đức Phật ngài khuyên á, mình ăn như là cái người làm chủ. Người làm chủ tức là mình không có mắc nợ ai, mình phải làm chủ được, không phải mang nợ ai, cũng không phải như thế này thế nọ. Là như vậy á, là khi mà mình thọ dụng cái vật thực cũng vậy. Đức Phật dạy ở trong nhiều cái quán tưởng, quán tưởng về những cái vật thọ dụng trước khi dụng, trong khi thọ dụng và sau khi thọ dụng. Thọ dụng những vật thực này đó là chưa có đưa vào trong khỏi miệng chúng ta, khỏi cổ chúng ta, thì thấy nó đẹp như vậy, nó màu mắt, màu mắt thấy hấp dẫn như vậy, nhưng mà nó vô trong khỏi cổ chúng ta rồi nó thành vật nhơ bẩn, nhơ bẩn. Vật thực là như vậy. Và mình quán tưởng vật thực như là một cái điều gì đó là thọ dụng để nuôi mạng sống này, chứ không phải là như những lực sĩ có những sức lực cường tráng để mà đấu vật với nhau, cũng không phải là ăn để có tướng mạo đẹp đẽ như những người mẫu, những hoa hậu, không phải. Không phải là mình ăn để vui chơi hài hước trong đó, mà ăn những thọ dụng các cái món vật dụng này như là một món để mà nuôi mạng sống này. Có thể như là nghĩ rằng buộc phải như là người mẹ mà ăn thịt con giữa đảo quan vậy đó, buộc phải ăn chứ không tham thích gì ở đây. Đức Phật dạy cho mình là vậy. Bởi vì khi mà mình khởi tâm, khi thọ dụng, khởi tâm tham thích thú ăn uống, trong cái việc ăn uống thọ dụng các cái món vật dụng đó, thì cái tham tâm mình nó khởi lên, nó không phải là tốt, không phải là tốt. Thì cái việc mà giới gọi là quán tưởng thanh tịnh giới, đó cũng là một trong những cái giới của một vị tỳ kheo. Hoặc là nói đến cái gọi là các cái điều mà thọ dụng của một vị tỳ kheo luôn luôn có những cái điều mà xem như là một cái giới của một vị tỳ kheo là như vậy. Bây giờ á, là nói một điều đó là ở đây đó là Đức Phật dạy là không nên khởi lên cái ác tư duy, ác niệm, không để cho thất niệm, mà không để cho một cái gì không tỉnh giác, mà tâm luôn luôn định tĩnh, định tĩnh. Ở đây đó mình thấy rằng cái điều mà Đức Phật này nói rằng là một cái người giới tham ái trong các dục, với lòng tham sắc sảo, với tâm sân hận, với ý tư duy ác nhiễm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại. Các căn quan dại ở đây mình hiểu rằng tâm mình bị cuốn hút, tâm mình bị cuốn hút, cuốn hút trong các cái cảnh bị cuốn hút trong đó, và do đó tâm mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có chánh niệm tỉnh giác. Thì Đức Phật ngài ví dụ rằng này các tỷ kheo, như một que lửa lấy từ chỗ thiêu sáng, cả hai đều cháy đỏ, ở giữa lại lắm phân, không hoàn toàn thành được mục đích.
không hoàn toàn thành được mục đích. Làm que củi ở trong làng hay trong rừng, này các tỷ kheo, ta nói người này dĩ như vậy, giàu cho bỏ tài sản gia đình, nhưng không làm viên mãn mục đích sa môn hạnh. Như vậy thì ở đây đó, dù là mình xuất gia, mình bỏ gia đình, nhưng mà tâm của mình đó, là không có tu tập, không có thu thúc, không có tu tập, không có định tĩnh, tâm tán loạn như vậy đó, thì cái mục đích xuất gia của mình nó bị hoại đi. Nó không đúng. Nó không đúng. Bởi vì mục đích xuất gia đó, để trở thành một cái sa môn hạnh, sự sa môn hạnh ở đây là hạnh của một vị tỳ kheo đó, hạnh của một vị tỳ kheo đó, thì cái điều này nó rất là quan trọng. Người ta một cái câu là một chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà một thầy tu không thể chiếu chiếu một chiếc áo. Có thể nói như tại vì một thầy tu cả hình tướng, hình thức cho đến nội dung, tức là tâm lý, chúng ta cần phải có. Cho nên là nhiều người đó là vì cái chiếc áo đó mà có thể là người ta làm sằng bậy, sằng bậy, và do vậy đó thì uổng cho một cái đời sống xuất gia, uổng cho một đời sống xuất gia. Và thật sự ra đó thì cái hình ảnh mà chúng ta hiểu ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng một cái vị khất sĩ đi trì bình khất thực, đó là một, chúng tôi nghĩ là đó là một cái hạnh đẹp, hạnh đẹp. Ngày nay do cái hoàn cảnh sống của chúng ta nó khác, nó khác, nó khác với lại một ở những cái xứ quốc giáo, ở những cái xứ quốc giáo, ở những xứ quốc giáo đó, chúng ta khi bước ra khỏi chùa thì đều là những người đàn tính, những người Phật tử hết. Người ta có thể là có một vật gì nho nhỏ thôi, người ta cũng có thể cúng dường mình được. Còn ở đây đó là do có những cái hình ảnh, cái trú xứ mà chúng ta ở đó, nó có những cái người không đúng chuẩn mực, tức là cái người mà họ giả đó, họ không đúng chuẩn mực, họ làm lem ố hình ảnh của một cái hình ảnh của một vị tỳ kheo, hình ảnh của tăng đoàn. Và do vậy đó là một cái điều đáng buồn, đó là một cái điều đáng buồn. Và như vậy đó thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng một cái người mà đi trì bình khất thực, cái danh từ thì người đó phải nói rằng cái kham nhẫn rất là lớn. Kham nhẫn về cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, nóng nực, mưa gió, chúng ta cũng phải đi khất thực. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải kham nhẫn với lại cái người chung quanh của chúng ta. Chưa có kể là họ có những lời sỉ giả, họ có những lời mắng nhiếc, có những lời không hay họ tạt vào trong mặt của mình, lời nói của họ, bằng cái lời nói của họ, cử chỉ của họ, thì đòi hỏi cái người tu cũng phải có cái sự kham nhẫn. Cái thứ ba nữa là mình phải kham nhẫn với cái thực phẩm mà mình dùng đi trì bệnh khất thực. Bởi vì nếu mà mình không có kham nhẫn với trì bệnh khất thực thì mình khó tồn tại. Chúng tôi nhớ như thế này. Thượng tọa Giác Đẳng hồi lúc mà chúng tôi đi qua bên Mỹ đó, Thượng tọa có nói một cái câu mà chúng tôi nhớ. Mình ráng cố gắng dễ nuôi, dễ ăn, thì vừa là dễ cho mình mà dễ cho những người chung quanh mình. Chúng tôi cũng thấm cái từ đó. Mặc dù là mình có tuổi đó quý vị, ví dụ như là chúng ta có tuổi thì cái thực phẩm của chúng ta đòi hỏi phải có cái gì, phải theo cái tiêu chuẩn để chữa bệnh. Chúng ta phải ăn như vậy để chữa bệnh, chứ không phải là ấy, không phải là đòi hỏi cái này cái kia, nhưng mà phải ăn như vậy để chữa bệnh, bởi vì ta kiêng cái này, ta cử cái kia để chữa bệnh. Nhưng mà nếu mà mình còn sức khỏe đó, thì cái dễ nuôi của mình đó, đó là một những cái điều thuận lợi nhất cho mình. Mình sống ở đâu cũng được. Rồi ai hộ độ giúp đỡ giùm cho mình cái gì cũng được. Chúng tôi có nhớ Thượng tọa Tề Siêu có nói một cái câu nè. Đối với một cái người trên á, thì mình tỏ ra là một cái người giả. Tức là những vị chư tôn đức trưởng lão á, thì mình phải tỏ ra là một cái người dễ dãi.
chứ đừng có cứng đầu, đừng có khó dạy. Đối với những người dưới mình thì mình phải dễ dãi. Dễ dãi ở đây đó là có nghĩa là người ta giúp cho mình được cái gì, người ta lo cho mình được cái gì thì mình nhận cái đó, nhận cái đó. Và đối với đàn na tính thí thì phải dễ nuôi. Đó là một trong những cái mà chúng ta nhớ là cái hạnh dễ nuôi đó là một trong 7-8 cái tiêu chí, 8 cái tiêu chí mà bà Mahapachakotami hỏi Đức Phật như thế nào được gọi là chánh pháp. Thì Đức Phật trả lời 8 cái tiêu chí đó, trong đó có cái tiêu chí là hạnh dễ nuôi, đó được gọi là chánh pháp. Cho nên nếu mà mình học theo cái hạnh của các ngài, để rồi chúng ta thấy cái hình ảnh của một bậc, một vị tỳ kheo xuất gia, thì người đó họ sẽ là không có làm tổn hại. Cũng tùy vào hoàn cảnh, tùy vào một thời thế. Trong Kinh Pháp Cú có nói một cái câu Đức Phật ngài dạy rằng: Sa môn trú ở nơi nào, dân cư chốn ấy biết bao an lành. Đức Phật ngài nói một cái hạnh khất thực giống như là như ông lấy mật hoa thanh, chẳng làm tổn hại sắc sinh hương nồng. Ngài ví dụ cái vị mà đi khất thực này, không làm tổn hại ai hết, chỉ là vì lòng tính thành của họ, họ cho cái gì mình dùng vậy, không có đòi hỏi và không làm tổn hại, giống như một ông, như con ông mà lấy mật của hoa chứ không làm tổn hại sắc của hoa. Đó là điều mà Đức Phật ngài nói một cái người đi trì bệnh khất thực là như vậy. Cho nên cái hình ảnh mà ở đây trong cái bài hôm nay do rằng nói rằng một cái hạnh dễ nuôi, một cái hạnh khất thực của một vị tỳ kheo, thì chúng tôi bàn cái điều này, nói điều này để quý vị cùng chúng tôi chia sẻ trong cái suy nghĩ của mình và trong cái việc hộ trì tam bảo. Mà tùy vào một cái hoàn cảnh, chúng ta không phải nhất nhất, nhưng mà hạnh trì bình khất thực là một hạnh đẹp. Ba đời chư Phật đã hạnh trì, và Đức Phật của chúng ta cũng vậy, và chư vị hiền thánh của chúng ta đã trải vậy, cũng như là chư vị tiền bối của ta, các bậc tổ đức của chúng ta đã làm như vậy, thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Và đó là một hình ảnh đẹp. Mặc dù ngày nay đó, khi chúng tôi đi làm lễ cầu an hay cầu siêu ở một gia đình Phật tử, nhưng mà có chỗ là người ta tổ chức đặt bát chư tăng, đặt bát chư tăng có nghĩa là người ta vô thực phẩm bằng cái bịch hết, như cái bịch ni lông á, ta vô hết canh, hay là người ta vô xào, hay là ta vô kho, để vô bịch hết, thì có thỉnh bao nhiêu vị sư thì người ta cũng đặt xuống bao nhiêu cái bịch đó, một vị bao nhiêu người ta cũng dự, rồi xong rồi chư tăng khúc chúc rồi về chùa ăn cơm. Chúng tôi nghĩ cái đó rất là hay, rất là đẹp. Nếu mà mình giữ được những điều đó thì rất là đẹp, vừa gần gũi tiếp cận với quần chúng. Cái thứ hai nữa nó là dễ dàng cho những người đàn tính cúng dường. Cái thứ ba nữa là hình ảnh mà một cái gọi là không có chấp trước bất cứ một cái thứ gì. Vì vậy cho nên là nói là nhất bát thiên gia phạn cô thân dạng lý, du kỳ dị sanh tử sự giáo hóa độ sinh thu. Có nghĩa là mình vì sự sanh tử là việc chính, và mình xin thức ăn thực phẩm bằng một bát cơm nhiều nhà, ngàn nhà hay nhiều nhà đi nữa, dù mình có đi xa ở đâu đi nữa, sống ở đâu thì phải thích hợp ở đó, để rồi cuộc sống mình dễ dàng cho cái việc tu hành. Chúng tôi nghĩ đó là cái điều đẹp ở trong Phật giáo. Và ở đây thì trong nội dung của bài kinh này, Đức Phật ngài nói là tài sản ở gia đình được đoạn tận từ bỏ, nhưng khó giữ phần được mục đích sa môn hạnh, tự đưa đến tổn hại và đưa đến tán loạn giống que lửa thiêu xác. Khi đến chỗ hoại dâm, đi đến chỗ hoại dâm tốt hơn nuốt hòn sắt chảy đỏ một cục lửa. Nếu kẻ hành ác giới, ăn đồ ăn quốc độ không biết có chế ngự. Tức là Đức Phật nói là nếu một người mà không tu á, thì không, cũng giống như là mình nuốt cái hòn sắt đỏ thôi. Và nếu một người mà không tu tập ác giới như vậy đó, thì mình sẽ sanh vào trong khổ cảnh cũng
như là Đức Phật này nó là không có lợi ích và cũng không phải đạt được cái mục đích sa môn hạnh ở đây. À, thì chúng tôi xin được dứt lời ở trong cái bài giảng hôm nay, à, trong cái ý nghĩa của một vị khất sĩ hay là một vị tỳ khú, và mình cố gắng gìn giữ sao cái đời sống tu tập của mình với một cái ý nghĩa lý tưởng cao cả là tu tập để được giải thoát. Sự sanh tử là việc lớn, nuôi mạng nó chỉ là một cái phương tiện để chúng ta nuôi, chúng ta tu tập thôi, chứ không nhu cầu gì hơn. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong cái lời Phật dạy. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy đời sống chư tăng thời Đức Phật cũng vậy, thấy rất là an lạc, rất là thanh thản, và các vị rất là để tâm cho cái việc hành đạo rất là nhiều. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ với Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này cho tất cả chư thiên, Đức Trời Đế Thích Tư Đại Thiên Vương. Cũng xin hướng nguyện phần phước này cho giác linh của Đại Đức Pháp Tính, sanh ở cảnh giới nào cũng được tùy hỷ phần phước đã sanh về cảnh giới an lành để tiếp tục tu tập bổ đúc túc pháp độ ba la mật giải thoát trong tương lai. Xin chia điều quả phước tất cả các vị Phật tử hiện diện nơi đây. Nam mô Bụt Thay Giả. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa, và con kính thỉnh Thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cao sự an lạc thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào vô học Pháp. Dạ, cảm dân xin hồi hướng. Dạ, cảm dân sai rồi. Dạ, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quả ta sân tri vi ha ra hoa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thể ra cha mat cha na wa ca cha bit ca wo sa ra mi ca da na pa ti o pa sa ca ga ma cha re sa ni ga ma cha is sa ra sapa na puta suki tapa wan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampa wa sam se na cha ta tha vo papa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang ba ti cha te sapa pi dukkha sa kha chun tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma ta ra cha put ga la sang ko sa ma ko wa a tha ya cha hi ta ya cha am he ra khan tu sắc tham mô sa pe pi tham ma cha ri no ut thim sam pa hu ne ya ma
Tham Mari Yap Ma Quê Đi Tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cấm dân sinh xuống mít.